Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự mới nhất của chúng tôi trên kênh FPTV. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Quý vị thân mến, dân chất vấn Bộ Công an về vụ việc cô Nguyễn Phương Hằng, câu trả lời liệu có thấu đáo. Càng gần đến phiên tòa phản tố của cô CEO Nguyễn Phương Hằng, dư luận xã hội dường như ngày càng xuất hiện thêm nhiều đợt sóng ngầm. Nhưng hội chung ở một điểm là đều mong chờ một bản án thấu tình đạt lý hợp lòng dân. Bên ủng hộ cô Phương Hằng thì tha thiết mong cầu là cô sẽ trang án vô tội và trở về với cuộc sống thường nhật, tiếp tục mang tấm lòng thiện lương, đi giúp đời giúp người cô lấy biết bao nhiêu đứa trẻ tội nghiệp, mong cho những kẻ xúc phạm công kích xuyên tạc chống phá vợ chồng bà và đại nam sẽ phải trả giá cho tất cả tội ác và hành vì xấu xa đê hèn của chúng, lôi đầu những cá nhân tổ chức nào đứng sau giật dây thao túng trong drama này. Bên không ủng hộ cô Phương Hằng thì mong bà ấy sẽ bị phạt thật nặng ở tù thật lâu và cho chừa cái tội vu khống. Còn với những người khác, những ai lên tiếng ủng hộ bà ấy cũng nói gót đi theo nữ CEO. Vâng, kính thưa quý vị, mỗi bên đều có cái lý do riêng của mình, luôn bảo vệ và tìm cách là chứng minh mình đúng, đối phương mình sai. Vậy đất cuộc thì ai mới là người đúng, còn ai là kẻ sai đây? Và thiết nghĩ chúng tôi nghĩ rằng, ít nhất là khi chưa có kết luận cuối cùng từ phía các cơ quan chức năng, thì chưa thể nào biết ai đúng ai sai. Hiện tại tất cả mọi nhận định đúng sai trong drama này hoàn toàn là cảm nhận theo tính chủ quan, không bên nào chịu nhường bên nào. Và trong bản tin trước chúng tôi cũng đã đề cập đến việc là xử lý cô Phương Hằng là một bài toán không hề đơn giản cho các cơ quan chức năng. Vì sao lại như vậy ? Vì nếu không có kết luận cuối cùng thấu đáo giữa cái tình và cái lý, cũng như là công bằng công tội phân minh cho cả hai phía, thì chắc chắn không thỏa lòng mong đợi của người dân. Mà một khi lòng dân bất ổn kéo theo nhiều hệ lụy không lường trước được, chỉ có là chuyên gia là chứng cứ xác thực rõ ràng, minh bạch trước toàn dân thì may ra mới có thể an ổn. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng sự kỳ vọng này của cộng đồng mạng cũng là điều hết sức là chính đáng. Bởi lẽ pháp luật chỉ nói chuyện dựa trên bằng chứng kết luận với lời nói hành vi cụ thể để làm căn cứ xác định có tội hay không. Thêm vào đó là sự nhìn nhận đánh giá của bên thứ ba một cách logic, khách quan và thật công tâm mới có thể đi đến là phán quyết cuối cùng được. Tuy nhiên, đây lại là một vụ án khá đặc biệt ở chỗ mạng xã hội là nơi diễn ra các cuộc đấu tố tranh biện có nhiều thành phần đối tượng tham gia, mỗi người hàng trăm ý. Vậy nếu chỉ xử một vài cá nhân nêu gương, liệu có thỏa đáng hay không, có cách nào để xử lý triệt để cho bằng hết hay không, và có cách nào để kiểm soát quản lý được toàn bộ khả thi nhất hay không? Chúng ta có thể thấy phạm vi và các đối tượng trong drama này đã phủ sóng quá rộng rãi, quá đông và quá phức tạp. Thế nên dư luận mới khá trông chờ vào hướng xử lý phân tích và kết luận vụ việc này từ phía các cơ quan chức năng. Và chúng tôi nêu ra đơn cử ra đây để chúng ta nhìn nhận và cùng tìm hiểu phân tích một cách tường tận nguyên nhân vì sao. Vì đâu mà người dân trong chờ đợi như thế với đại án sau kê của một số ca nghệ sĩ. Hàng triệu người dân cảm thấy kết luận ấy chưa được thuyết phục. Họ có nhiều điểm đáng nghi ngờ chưa minh bạch. Có một số điểm khác biệt là chênh lệch quá lớn so với con số mà nữ CEO Nguyễn Phương Hằng đưa ra. Chỉ với một số tờ kết luận không có dấu hiệu ăn chặn, thậm chí nghệ sĩ đi làm từ thiện, tiền của nghệ sĩ còn nhiều hơn tiền vào. Vậy chênh lệch ở đâu ra? Cụ thể là con số bao nhiêu? Suốt quá trình đi làm từ thiện, các cá nhân nghệ sĩ đã chi những gì? Chi cho ai và có xác nhận từ địa phương hay không? Vì sao giữ tiền 6 tháng không một lời giải thích và động cơ ý đồ của ông ta là gì? Cùng với đó là hàng tá câu hỏi khác vì sao còn có nhiều câu hỏi khác cũng đã được đặt ra cần có một câu trả lời xác đáng từ các cơ quan chức năng. Và đặc biệt là Bộ Công an chẳng hạn, như là bắt cô Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân và theo Điều 331, bắt buộc Bộ Công an phải nêu ra và phân tích cụ thể đầy đủ. Một, xâm phạm lợi ích nhà nước cụ thể là xâm phạm vào lợi ích nào, thiệt hại là những gì và vì đâu. Và thứ hai, xâm phạm quyền lợi ích tổ chức cụ thể là tổ chức nào, ảnh hưởng ra sao, thiệt hại đến như thế nào. Thứ ba, xâm hại quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân cụ thể là ai, cá nhân nào, ảnh hưởng như thế nào, thiệt hại về tiền tài sản là bao nhiêu. Và thứ tư cũng là những kẻ có các hành vi tương tự cô Phương Hằng, thậm chí chính họ là kẻ khiêu khích châm ngòi cho cuộc chiến đấu khẩu trên không gian mạng, xã hội thì phải xử lý như thế nào. Kính thưa quý vị, nối đình nối đám trong drama của bà Nguyễn Phương Hằng vừa viết bài xuyên tạc tung thông tin sai sự thật, nhiều lần cứ viết đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng, nhà báo Nguyễn Đức Hiển đến lúc phải trả cái giá cực đắt cho việc làm của mình. Sau khi Công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai của bà Nguyễn Phương Hằng, thì nhà báo Đức Hiển là nhân vật đầu tiên Công an thành phố Hồ Chí Minh đến bắt và điều tra làm việc. Cụ thể mới đây, phía cơ quan ngôn luận của Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã có một bài viết liên quan đến vụ việc của nhà báo Nguyễn Đức Hiển.
Cụ thể, người này đã viết như sau: "Tôi xưng hô với bạn là bạn vì chúng ta là đồng niên. Hẳn là bạn đã nghe những thông tin từ trường đua Đại Nam do chính doanh nhân Huỳnh Y Dũng phát ngôn trước người dân. Với thâm niên 20 năm hành nghề từ thiện, vì bản thân tôi cũng như là bao người dân đều mong muốn sự minh bạch rõ ràng. Bạn có đầy đủ tư cách của một nhà báo, một phó tổng biên tập, tòa soạn báo, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có học vấn cao và lẽ dĩ nhiên, bạn nắm vững pháp lý, đường lối chính sách, hành thông tỏ tường của Đảng nhà nước trên cương vị một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy tại sao bạn không đủ bản lĩnh và tự tin để đứng ra đối chất với những gì mà bạn cho rằng nhận định sai vu khống về những thông tin từ nữ CEO Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Y Dũng trên một nền tảng mạng xã hội trong một năm vừa qua? Tôi cũng đã quan tâm tới những việc mà bạn đã từng công bố trên trang báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó phải kể đến là việc bạn dùng ngòi bút của phó tổng để quy chụp một người công dân Việt Nam vào khung hình tội 113. Bạn có thể giải trình bộ luật mà bạn đã phán xét thay cho cả tòa án và cả người dân chúng tôi hiểu rõ hơn. Luật từ cá nhân, qua đó dân tình cũng có thể áp dụng trong cuộc sống. Thực thi xử lý và tự quy kết thay vì nhờ đến các bộ ban ngành và cơ quan nhà nước can thiệp. Tôi được biết bạn đã có thâm niên công tác hơn 20 năm trong ngành báo chí tại báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh bằng sự nỗ lực đóng góp hoàn thiện báo pháp luật mọi mặt để cập nhật đến những thực trạng của xã hội, như là tranh đấu cho những là số phận oan nghiệt, phản ánh quyết liệt những bức xúc của người dân đã phần nào được tháo gỡ, khúc mắc về vấn đề đền bù giải tỏa quy hoạch. Những đóng góp không hề nhỏ vào quản lý đô thị, an sinh xã hội và tiêu biểu là bạn luôn đấu tranh về mảng tiêu cực, như là tham nhũng, cử quyền trục lợi của một số thành phần, tha hóa biến chất trong một lĩnh vực. Xét theo những tiêu chí trên thì việc bạn đang đấu tố hoàn toàn trái ngược và có phần lệch chuẩn. Riêng về vấn đề nổi cộm trong drama đó là từ thiện. Đã là nhà báo có uy tín, tên tuổi và công tác tại tòa soạn báo, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, có tiếng thì tại sao? Bạn không nhìn nhận mọi việc một cách cụ thể, một cách công tâm, việc làm có ích cho xã hội, cho người dân, và đặc biệt là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những cá nhân đứng ra kêu gọi. Tại sao bạn không đặt những câu hỏi hay, phân tích lập luận về vấn đề ngâm tiền từ thiện, việc chậm giải ngân từ thiện, tạm khóa báo, sử dụng tiền quyên góp của Mạnh Thường Quân vào những việc chưa thích đáng và điều tích cực nhất đó là chứng minh trước công chúng, người dân trong và ngoài nước bằng những việc làm đơn giản như là sao kê tại sao bạn không đăng tải những bài viết theo đúng những gì mà bạn đang nỗ lực góp phần cống hiến vào thành quả của xã hội để xây dựng đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tốt đẹp, dùng ngòi bút mà báo để nói lên mọi vấn đề, mọi vấn nạn, dùng đạo đức ngành nghề để nêu gương những tiêu biểu và những việc làm có lợi ích. Tại sao việc vạch mặt tố cáo và tố giác những việc làm sai trái của CEO Nguyễn Phương Hằng không được bạn quan tâm và ủng hộ trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng? Phải chăng đạo đức ngành nghề của bạn đã bị băng hoại khi bạn không nói lên được tiếng lòng của người dân, bảo vệ lẽ phải và trừ tà gian? Vào cương vị của bạn, nếu là người đảng viên liêm chính và thượng tôn pháp luật, với chức danh là phó tổng biên tập của một tòa soạn báo, bạn hãy minh chứng toàn bộ những việc làm kêu gọi, quyên góp từ thiện suốt 20 năm qua, công bố sao kê tài khoản để biện hộ cho sự trung thực của bạn. Đó là yếu tố quyết định và bảo vệ con người chính nghĩa cũng như là danh dự của bạn với toàn dân Việt Nam. Từ thiện là một hành động trợ giúp khẩn cấp cũng như là cấp bách người gặp khó khăn, hoàn cảnh khó khăn vì thiên tai dịch bệnh. Hoạt động từ thiện có thể là thông qua hình thức là quyên góp kêu gọi một tổ chức thông qua các cá nhân và tập thể. Bên cạnh việc làm vì tình thương thân thương ái, chúng ta không nên lợi dụng để trục lợi cho lợi ích cá nhân. Mong rằng lời tự sự của tôi sẽ đến được với bạn, người cùng trang lứa. Cơ quan công an công bố việc phạm tội của cô Phương Hằng là không có tổ chức, không có ekip đứng sau. Vâng, như chúng ta cũng đã biết, theo như lệnh tạm giam của công an cô Phương Hằng là 3 tháng. Như vậy là vào ngày 24 tháng 6 này sẽ là hạn cuối cùng của lệnh tạm giam này. Và cô CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ được thả ra. Và điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm đó? Và sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra vào ngày 24 tháng 6 tới đây. Thứ nhất, kết thúc điều tra, cơ quan công an nhận thấy CEO không có dấu hiệu phạm tội, không có khả năng tái phạm, không thực hiện các hành vi phạm tội, thì sẽ cho tại ngoại để thực hiện là công tố xét xử. Và thứ hai, nếu xác định hành vi phạm tội có tổ chức, phân công vai trò, cần thêm thời gian thì họ sẽ gia hạn thời hạn tạm giam và có thể tiếp tục điều tra hành vi đồng phạm có tổ chức. Thứ ba, quá trình lấy lời khai khi cơ quan chức năng nhận thấy việc cho cô Phương Hằng được tại ngoại có thể tái phạm gây phiền hà khó khăn thì họ sẽ gia hạn lệnh tạm giam, truy tố xét xử, việc kết thúc điều tra, việc kiểm sát có quyền hạn là tạm giam hoặc chuyển qua tòa án, thì tòa án cũng sẽ ra quyền lệnh tạm giam để chờ ngày xét xử tuyên án. Một trong 3 tình huống trên có thể xảy ra. Tuy nhiên, theo mà chúng tôi quan sát 3 tháng vừa qua, thì chúng tôi chưa thấy cơ quan công an công bố vi phạm phạm tội của cô Phương Hằng là không có tổ chức, không có ekip đứng sau.
lên kịch bản mà chỉ thấy các anh chị thợ bút thay mặt cho công an viết chữ vào miệng của người dân. Cho nên theo cá nhân của chúng tôi nghĩ là có khả năng hành vi của cô Phương Hằng là phạm tội không có tổ chức và chỉ dừng ở việc là điều tra cô Phương Hằng và khả năng cao cũng sẽ dừng ở quá trình điều tra vào ngày 24 tháng 6 tới đây. Và chỉ còn 8 ngày nữa thôi, quý vị chúng ta sẽ biết chắc chắn những kết quả điều tra đối với cô Phương Hằng, đối với những người anti cô Phương Hằng thì có lẽ họ muốn cô Phương Hằng được tiếp tục bị tạm giam. Vì như vậy cho thấy mức độ vụ án rất là nghiêm trọng, cô Phương Hằng khả năng cao lãnh án nặng. Rồi còn đối với những người yêu mến nữ CEO Phương Hằng thì lại rất mong cô có thể được tại ngoại và có thể về nhà, và các cơ quan chức năng cũng như những đường đơn không chứng minh được hành vi phạm tội của cô Phương Hằng thì sẽ tuyên bố cô Phương Hằng vô tội.